chọn ổn dành cho Nova Esports, và nhất là trong bán thi đấu này thì họ đã có được một cặp rất mạnh của đội trên, đó là cặp Senna cùng với lại Zax. Đây là hai con bài sẽ cho phép họ toàn bộ cục diện của ván này. Remax đã tiến lên khu vực đường trên 3-2 đến từ Nova Esports. Có nhất thống đến từ vị trí của Morty. Và đây là lúc mà Rea Tầm có thể con người trở lại. Vô anh bộ khiêu khích được đến 3 người. Morty đang có rất nhiều sắc cơ ở đây. Và GZ đã vài lên bài đem số. Morty cố gắng chạy về và anh ta làm được điều đó. Anh ta vẫn có cái tốc biến của mình để có... Một tình huống đã dồn sát thương người của Nautilus, và có thể đây sẽ là tình huống có được điểm hạ gục. Nhưng phía bên này thì Doki cũng đã kẹt lại rồi, có nhất thống xuống. Nhưng Yami vẫn đang tốc biến thoát ra được thêm một nhịp nữa. Bị đu theo, một tình có được điểm hạ gục 1-1. Phía bên kia thì Remake có sự bị cú hồi máu. Phải ta giữ được mạng sống của mình cũng như đấy. Hơi nhiều khó khăn, đội hình của Đài Tầm đang bị chia hai. Morty đang tìm đường để có thể vào rồng nhưng anh ta hơi khó khăn trong việc làm điều này. Lòng cũng đã băng đao bên cú lốc xoáy của mình, sau đó là trăng trối đến từ Nian. Morty gặp nguy hiểm, anh ta còn quá thấp bó áo sau đó được bắn ra. Và Morty đã phải lên bàn điểm số, không còn rừng nữa. Mục tiêu lớn thuộc về cho Nova Esports. Rare Tầm bất lực ở trong pha thi đấu này, và kể cả Yuri cũng với Max cũng là gặp nguy hiểm ở đây. Max không còn quá nhiều mana nữa, và sách của IG tiếp tục có những thời gian để đẩy ở khu vực nửa dưới. Cú lốc hai không vào, họ vẫn đang chờ đợi tình huống đưa ra cú trừng phạt. Đây là một tiền lệ quá tốt rồi, Max sẽ bảo điểm số là nhanh. Nian vẫn đang cố gắng vùng vẫy ở phía sau và không có khả năng gây sát thương, đã phải bấm cho mình đồng hồ. Morty vẫn đang càn vào, Rocky đang chém được Ima có khả năng hồi phục đến từ cái đài thử thách được kích hoạt đến từ vị trí của Rocky. Ima là nhiều như thế nào, nó khiến cho Remake không được chơi game. Và tiếp tục đưa ra một tình huống nữa rồi, sát thương vào vị trí của Max. Max bấm cho mình nó đồng hồ. Long vẫn đang còn có một cú quay lần thứ hai. IG quay tay đằng sau đang muốn tiến vào vị trí của Yuri. Yuri vẫn đang cố gắng để lùi ra. Cú nhất thống lần này nó sẽ là không đẹp, và có thể đây sẽ một tình huống Rocky cũng sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Anh ta cố gắng để vùng vây nhưng mà đã là không được rồi. IG đậm chí đuổi vào xong trên bản đồ và cái bờ cũng sẽ phải rất thận trọng. Long lao vào một cú lốc xoáy hấp tung được hai người, và trong đó một người bị kẹt lại, đó là vị trí của Yuma đã phải lên bảng điểm số. Có lẽ là như vậy rồi, sẽ phải có một tình huống di chuyển. Giao tranh vẫn đang nổ ra, cú lăn bụng nhưng chưa dịch chuyển xuống đến từ vị trí của IG đã có thể sẽ là hơi khó đây. Yuri bị tìm vào phía hàng sau, và đó sẽ là điểm hạ gục dành cho vị trí của Long. Long vẫn đang đấm tiếp vào vị trí của Morty. Morty là một con xe và thôi, ta không có quá nhiều lượng sát thương như phía bên này. Rocky khiến cho Remake đã phải bấm chuẩn cho đồng hồ cát, khả năng hồi phục là rất nhiều đến từ vị trí của Morty. Tốc biến lên một chém nữa thôi, anh ta sẽ có thể có ma của Long. IG vẫn đang đẩy ở phía cánh trên, có vẻ như là xem tình huống mà muốn bỏ hết tất cả để đẩy đến từ bên phía của Nova, và họ đã mất đến 4 thành. Morty đang có động thái khởi động của Maron để ép Nova Esports phải ra đây giao tranh rồi. Ép ra giao tranh, họ biết rồi, Maron còn nửa cây máu. Liệu rằng bên phía Nova sẽ lao vào chọn mục tiêu là ai đây? Mắc đưa ra cú kéo mình nhưng nó không chính xác. Maron vẫn đang nhổ rất đau, và thậm chí rằng là siêu bom điện cục của bên phía kia Sunny đã được hồi luôn rồi. Bây giờ thì sao đây? Cú nhất tống xuống, vẫn đang dồn sát thương vị trí của Mark, nhưng bên này nằm xuống một người rồi, không đó mới chỉ là cái bóng mà thôi. Vẫn đang là sao tranh thêm một nhịp thứ hai nữa. Lốc xoáy được khá nhiều mục tiêu nhưng không có sát thương tuyến sau đến từ đội hình của bên phía Nova. Họ vẫn đang hơi gặp vấn đề về mặt lượng sát thương, nhưng đây Mark team vẫn đang cố gắng để có thể có được những tình huống hỗ trợ cho người đồng đội của mình, và họ thậm chí có mạng rồi, cũng sẽ phải biến về mà thôi. Cú vội bỏ giữ chân ba người nhưng sát thương trả ngược của Nova là quá nhiều, và họ vẫn đang có một con sách được gõ từ đầu đến cuối. Rocky thấp máu, Nova một đấm nữa, đó là lòng thiên luôn vị trí của Rocky lên bảng điểm số. Họ sẽ có được chiến thắng. Một tình huống mà bên phía của Rare Tầm đã có được sự chủ động, cái thủy lôi tầm nhiệt của Max tung ra trúng đến hai người, và sau đó là một tình huống nhất thống của Morty và thẳng vị trí của Max. Đấu này Nova Esports vẫn đang cho thấy cái sự cởi mở của mình trong khâu cấm và chọn từ ván thi đấu thứ nhất cho đến ván thi đấu thứ hai. Có lẽ một phần lý do khiến cho IG mất lính ở khu vực nửa trên bản đồ này, cấp độ thì vẫn đang nhỉnh hơn đến từ bên phía cặp đôi của Rare Tầm, và thậm chí là họ đang muốn thực hiện một tình huống băng trụ giáng buộc. Những mục tiêu băng trụ với lượng máu này của một đôi bên phía Nova có được hay không đây? Yami đang là người bị dồn sát thương đây, cú đá đó cũng là tương đối đẹp nhưng thùng rượu đổ cũng đã đẩy văng được một người ra, vẫn còn đó là khả năng lùi về đến từ bên phía đội hình của Rare Tầm. Họ sẽ không mất ai cả sau pha thi đấu này, và thậm chí rằng là tốt hơn. Đội hình của Nova đang có thể gọng kìm, nhưng khởi đầu giao tranh đó chính là Rocky. Rocky bắt đầu băng vào và một cú thùng rượu đổ khá hay đến từ Yami bên phía King, sau đó anh ta cũng đã phải nằm. Yize đang cố gắng để có thể chém nhưng lượng máu mất đi của Yize cũng là khá nhiều. King Nuran khiêu khích được rất nhiều người bên phía Nova Esports. Rocky đang bắt đầu có những cú gõ của mình. Long đang đến với con Asset của anh ta. Long vẫn còn đầy máu nhưng lượng sát thương của anh ta xả ra là không quá nhiều. Bây giờ thì Long đang phải cân bốn, anh ta hạ gục được một người, anh ta tốc biến đi vẫn dính ràng buộc, và Long cuối cùng đã phải nằm lại. Chiến thuật tiếp theo và anh ta quyết định là thả nó khu vực dưới. Nian đang gặp nguy hiểm, Morty hộ thể vào, và sau đó là một cú nổ Long cước ngay lập tức trăng trối bồi theo, và Nian lên bàn điểm số không kịp ú ớ gì cả, ta chỉ kịp tung ra một tình huống tốc biến thôi. Trong khi đó Rocky gặp nguy hiểm khu vực đường trên, anh ta bị Yize chém. Yami là người chống chịu sát thương ở trong thềm trụ. Tiền chênh lệch ở thời điểm này chỉ là 1.500 mà thôi. Một pha thi đấu mà họ có thể bắt được Ima ở đây. Ima có gì để chạy không đây? Có thể sẽ là không rồi, và cho Long
Trong khi đó Morty anh ta đang làm gì đây? Anh ta đang muốn bắt vào vị trí của Remax. Nhưng Remax anh ta đã lùi về được trụ, đồng nghĩa với việc là Morty anh ta phải đi qua thềm trụ mới có thể hạ gục. Cấu diệt thềm xa, Rocky bị bắt lại thêm một lần nữa, anh ta đang bị chém rất đau ở đây rồi. Bất phục tư cây máu, cú băng qua tường, Rocky bị gặp trực, đấy là đại thử thách. Nhưng đây là một tình huống mà có sự kết hợp nữa đến từ vị trí của Ima. Đó là cú chân trời tốt, cú thủ rượu nổi được hay không này? Không được, không thể cứu được Rocky. Thế là đó cứu được Ize trong pha thi đấu này. Khu vực đứng dưới thì bên phía Nova đang cố gắng ăn thật nhanh trong khi đó con rồng này. Yami ra là người cản, siêu bom địa ngục được đưa ra thêm một lần nữa. Yami biến mất, nhưng con rồng cũng là như vậy mà thôi. Và hai rồng chính là hàng rồng của bên phía đối phương và giúp cho Nova Long có thể trừng phạt được con rồng thứ hai và thậm chí tiếp tục một pha mà Rocky ta đi lỗi. Anh ta dính một cú lao hoa và sau đó là những cú bổ đến từ Nian. Và hắc ám sao dọn cũng đang là không có trên người của các thành viên Vere, tầm họ lấy gì để đánh đây? Và đó là lý do vì sao mà Nova Long vẫn đang muốn giao tranh ở đây khi tại đối phương đã mất quá nhiều tài nguyên quan trọng. Thùng đường nổ trúng hai người, Long bắt đầu tiếp cận được phía đối phương nhưng nên nhớ là anh ta không có sát thương, nhưng Long vẫn tốc biến lên. Anh ta lấy được giáp hồi sinh của một người bên phía đối phương nhưng anh ta đang bị kẹt lại dưới vòng vây của rất nhiều người bên phía rìa tầm. Long vẫn có một lượng giáp ảo cực kỳ lớn, anh ta vẫn còn ở trên bản đồ, trong khi đó Yết Ma đang cố gắng quẩy ở hàng sau. Nhưng Yết Ma không còn trên bản đồ nữa, anh ta đã vài lên bàn điểm số. Morty đang cố gắng để có thể bỏ chạy, ba thành viên lùa vào vị trí của Morty, trong khi đó một mình Long sẽ có thể kiểm soát được con rồng này. Sẽ là ba rồng dành cho Nova Esports và thậm chí là Morty sẽ không sống được. YZ sẽ truy đuổi anh ta. Đó đang là quá nhiều rồi. Có khiên vàng được hay không? Đấy có lẽ sẽ là được thôi. Tiếp cận với 4 người và thậm chí là cả 5. Và đó sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho Nova.